chúng ta sẽ cùng tiến đến phần ra mắt ban lãnh đạo. Lâm thời tôi xin được trân trọng mời các vị lãnh đạo của Daishin Dental sẽ tiến lên sân khấu để ra mắt cùng quý vị với các chương trình mới, xin được kính mời. Xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các lãnh đạo với chương trình mới của mình. Xin chào các bạn, các bạn chào rất nhiều. Kính thưa quý vị, và sau đây xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Hùng sẽ có lời phát biểu nhân dịp ra mắt thương hiệu của nhà khoa Daishin. Xin được kính mời ông. Tôi cũng rất là vui, rất là vinh dự hôm nay có cơ hội được nhìn thấy cái sự phát triển của tập đoàn, mặc dù là tuổi đời rất là ngắn mà các bạn đã phát triển, phải nói là kỳ tích. Trước khi tôi gặp các bạn thì tôi rất là bất ngờ. Cái tầm nhìn của các bạn đã làm cho tôi rất là hứng khởi, và tôi đã chia sẻ làm thế nào để chúng ta xây dựng cái sản phẩm gọi là an toàn, gọi là xâm lấn tối thiểu. Thì cũng may công ty của tôi thì có một cái đội ngũ chuyên về phát triển những cái giải pháp kỹ thuật số để làm sao mà chúng ta điều trị xâm lấn tối thiểu, có nghĩa là an toàn nhất. Với một cái tầm nhìn rất là rõ ràng, một cái định hướng rất là rõ ràng, thì tôi tin là cái hệ thống nha khoa của mình sẽ rất là thành công. Nhân đây tôi xin chúc cho tất cả các anh chị có một năm mới với nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng bắt tay với nhau, chúng ta sẽ tạo dựng được ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và cho xã hội. Thì đối với tôi, quan điểm của tôi, một cá nhân hay một tổ chức chúng ta sẽ không tồn tại, sẽ không phát triển nếu chúng ta không tạo được ra giá trị cho cộng đồng và cho xã hội. Và cách các bạn đi là một cách tạo ra những giá trị rất là lớn lao cho cộng đồng và xã hội, thì tôi tin chắc là chắc các bạn sẽ thành công. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiến đến nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa đại diện Diva Group cùng với đối tác cung cấp thiết bị nha khoa. Và ngay sau đây xin được mời ông Võ Đức Tám, Phó Giám đốc chuỗi hệ thống nha khoa Daishin. Và ngay sau đây xin được mời ông Phạm Văn Hùng, giám đốc công ty Việt Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu để ký kết hợp đồng cùng với ông Võ Đức Tám. Xin quý vị, cho buổi lễ kết thúc chúng ta đang có điều kiện các vị đại biểu, các lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến cho những bước vô cùng quan trọng và ý nghĩa này. Các thưa quý vị, như vậy là ba dự án mới của Diva Group đã chính thức ra mắt và đồng hành, cùng với đó là lời ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác công ty cổ phần trang thiết bị y khoa Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và may mắn. Xin chào tạm biệt.